Đôi tay của Thủy, các cái cơ của nó yếu mềm đi, chỉ tầm nhỏ nhẹ cái viết hay là cái gì đó thôi. Và đôi tay của mẹ thì nó có những cái vết chai xăng rất là cứng, có cú chà cỡ nào thì nó cũng không có ra được nữa. Công việc quan trọng nhất của đôi bàn tay đó là để đưa em đến trường cho tới bây giờ luôn. Mười chín tháng tuổi thì em có chích thuốc ngừa, sau đó là không hợp với thuốc nên là nó làm em không có thể đi lại được, với lại là nó nhỏ yếu tới cho tới bây giờ. Bác sĩ nó kêu không có sống đâu, nó kêu chết nhưng không sống đâu, nhưng mà cố gắng không á, chạy chữa cho nó, rồi cuối cùng rồi cũng hết tiền, nhưng mà tật mình thì cũng không bớt. 15 năm Thủy đi học cũng là ngần ấy năm mẹ em đến trường. Khi nhận được tờ giấy báo trúng tuyển đại học, hai mẹ con đã khăn gói từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh, thuê căn nhà trọ sát cổng trường để tiện bế em đi học. Đôi tay gầy gò, thế nhưng chưa bao giờ mẹ để Thủy trễ học hay vắng một hoạt động, một buổi học bồi dưỡng của lớp, của trường. Bây giờ nghỉ 12 năm trời, đâu qua nuôi nó được. Những cái khó khăn như nhiều khi nó học sinh giỏi nó đi thi 2-3 ngày mình còn đi thi em nó được, mà muốn chi bây giờ còn có 4 năm nữa thì ráng cố gắng. Cô là người rất là nhỏ thôi, nhỏ bé thôi, nhưng mà mỗi lần là cô phải ẩm Thủy lên tới 3-4 tầng này, mọi hoạt động là của Thủy là đều có mẹ góp mặt cô cả hết, nên thật sự cảm ơn. Trước nỗ lực của mẹ, Thủy đã đến trường với thành tích đáng nể khi 12 năm liên tiếp là học sinh giỏi, nhiều lần đạt học sinh giỏi trong các kỳ thi cấp huyện, tỉnh và luôn đạt thành tích khá giỏi trên giảng đường đại học. Em muốn học tại vì em biết nếu em học giỏi em cố gắng thì mẹ rất là vui, tại vì mẹ lúc nào cũng tự hào về em, nên là mẹ không bao giờ ngại khó khi đứa em đi học. Mong muốn cho nó làm công an chuyện, làm cho nó cho ổn định cuộc sống của nó, chứ giờ mình biết mình sống, biết sống chết hồi nào. Nhiều khi tháo mà nằm rửa tay nó có một chút xíu thôi tội nghiệp đó. Rất là cảm ơn mẹ, mẹ sẽ cánh cùng em. Em muốn sau này thì không, em muốn ngày tại thời điểm này mà gắn giữ gìn sức khỏe, để sau này khi mà em làm có tiền, em có thể lúc lại được cho mẹ.